Xin chào bà con đã quay lại với kênh kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh. Hiện tại mình đang có mặt tại một cái vườn bưởi rất là quen thuộc là của anh Minh ha, thuộc khu vực là Tân Định, Bắc Tân Uyên của Bình Dương. Bà con mình theo dõi trên kênh mình á thì biết mình làm cái vườn này lâu rồi, mà đợt này á thì mới cắt trái xong, anh mới cắt trái xong đó, và chuẩn bị là mình làm cỏ là mình cho làm luôn cái lứa bưởi Tết. Vườn này thì một năm mình làm 2 vụ. Xin chào bà con đã quay lại với kênh kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh. Hôm nay mình lại tiếp tục quay lại vườn bưởi da xanh rất là quen thuộc, mình có quay ở nhiều video cho bà con xem rồi. Vườn bưởi này là của anh Minh ha, thuộc huyện Bắc Tân Uyên của Bình Dương, ở đây là xã Tân Định. Các bạn đã có nhìn thấy là trên cây á, mặc dù cây 4 năm thôi nhưng mà cái lượng trái anh ne vào dịp Tết, bưởi này là bưởi Tết nhưng mà các nó rất là nhiều. Cây 4 năm ở khu vực của Bình Dương á, thì nó sẽ rất là lớn, nhiều khi mình nói mà có thông tin cây này là 4 năm và nó neo một cây khoảng là 70 đến 80 trái là có. Hay, có cây có thể 50, 60, 70 mà cây này nhiều trái này. À, cây này thì tầm 60, 70 trái. À, và hầu như là đa số rất là nhiều trái. Và đợt này mình đang cho là làm thêm cái lứa bưởi nghiệp vụ. À, này thì nhiều trái rồi nhưng mà mình cũng theo ý chủ vườn thôi. Chủ vườn muốn làm thì mình cho làm thêm. Và bây giờ mình đang cho lật lá, cần nhện, bấm cần. Hôm nay thì có đội ngũ anh em của nông nghiệp xanh đây. Rồi, lấy lá ha, đây là cái cây mà mình đang cho lấy rồi này. Anh chia ra cây bưởi anh làm, ví dụ là đợt này á thì mình sẽ cho anh làm cái tầng trên. Lứa bưởi Tết á thì mình chủ yếu mình cho anh làm cái tầng trên này, còn cái bưởi nghịch á là mình cho anh làm cái tầng dưới ha. Mình chia ra vậy mình làm, tại vì khi mà nó đã đậu một cái lứa trái Tết rồi á mà bà con mình vào làm bưởi nghịch á, là những cái dòng mà bà con mình phun tạo mầm vào trái á là nó dễ tình trạng bị nám trái và sạm trái. Thì bây giờ là mình cho anh phun cái tầng trên trước, để khi mà tầm khoảng tháng 7, có nghĩa là trái bưởi của mình nó đậu khoảng là 1,5 tháng rồi, ở đến 2 tháng rồi thì mình sẽ phun tầng dưới. Như vậy á là giải quyết một vấn đề là nó đỡ tình trạng bị sạm trái và nám trái, do bà con mình phun những cái dòng lân kali cao để tạo mầm. Tại vì cái điều kiện mà mùa mưa á, vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 á, mình làm bưởi nghịch đó bà con, thì cái lượng mưa nó cũng khá nhiều, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà tạo mầm. Thì lúc đó bà con mình dù cái tạo mầm liều nhẹ thì rất là khó, thì lúc đó mình sẽ phun liều cao. Liều cao như vậy thì nó sẽ, khi bà con mình phun tầng dưới này á, thì nó sẽ hạn chế cái tình trạng mà nó bị sạm trái. Đó, cái này cũng tùy chủ vườn thôi. Nếu chủ vườn muốn một năm làm 2 vụ á, thì mình làm theo cái hướng vậy nó sẽ tốt hơn. Còn không thì bà con mình sẽ phun nguyên cây luôn, phun toàn cây luôn. Nhưng mà sau này làm cái lứa bưởi nghịch á, thì mình có thể phun chớp cành nhện, hoặc là mình phun né trái gì đó để làm cho cái trái bưởi của mình nó sẽ đẹp hơn. Đó, bây giờ thì mình đang cho con cắt rồi. Cắt đến ngày mai, ngày mai là xong và mình cho vào phân luôn. Đó, thì bà con mình hỏi á, là tại vì sao nhiều vườn làm bây giờ đã lấy lá bấm cần rồi, còn nhiều vườn mới phun tạo mầm. Thì mình xin thưa với bà con là nó sẽ có nhiều vấn đề sau. Thứ nhất á, là bà con mình có cái mối bán được tháng 11 á, thì bà con mình làm tháng 11, mà đa số thì tháng 11 nó sẽ không có giá. Nhưng mà bà con mình có mối nào bán 11 á, thì mình vẫn làm bình thường ha. Tháng 11 thì nó sẽ dễ hơn, tại vì giai đoạn này á, thì tranh thủ trời đang còn nắng. Thì bà con nhìn thấy bây giờ này, mình quay lúc bây giờ là 4 giờ kém mà trời âm u này, sắp kéo mưa đến rồi. Thì nhiều vườn á, mình cho bấm cần thời điểm bây giờ á, là tại vì đặc biệt là cái vùng đất đỏ, là cái trái bưởi mình nó 8 tháng nó mới chín. Thì bà con mình làm bây giờ là ok, chứ đừng để mà làm trễ quá là trái mình nó chậm chín. Bưởi Tết mình cắt sân thì nó sẽ không đẹp trái. Đó, thì bà con mình lưu ý cái đó. Tại vì sao mà nhiều vườn nông nghiệp xanh cho làm sớm, nhiều vườn trong nông nghiệp xanh cho làm muộn, thì nó ảnh hưởng rất nhiều yếu tố này. Ngoài vấn đề là cây sung này, cây suy này,
Rồi vấn đề là thời gian chín của trái này. Và vườn anh Minh á, là vườn này là mới cắt trái xong bà con. Mới cắt trái xong thì bà con mình làm á, thì nó sẽ dễ ra hoa hơn. Giống như video mình quay ở trước á, là mình làm theo cái kỹ thuật là bưởi lứa nối lứa, thì cái số lần phun tạo mầm nó sẽ ít hơn, và cái liều tạo mầm bà con mình sẽ nhẹ hơn, để mà cái thúc đẩy cái quá trình ra hoa đậu trái thì nó sẽ dễ hơn. Đó là kỹ thuật làm bưởi lứa nối lứa. Đơn thuần á, cây Minh á, là vào tháng 11 này là được 6 năm. Thì bà con mình nhìn thấy cái lực cây nó rất là sung, mặc dù neo một lứa trái rồi, anh Minh mới cắt trái xong luôn bà con. Đó, thì bà con bây giờ mình sẽ phun tạo mầm. Nó tùy cái lực cây thôi. Khi bà con mình cảm thấy cái cành nhện mình nó sẽ rụng lá nhiều này, và để ý cái mắt cành nhện nó sưng lên, thì mình mới bắt đầu mình qua chuyển qua cái bước là kích mầm. Thì đợt này là rất là nhiều vườn mình được nhiều người dân tư vấn cái vấn đề này bà con. Để mình zoom lên cho bà con xem. Đó là cái vấn đề cái rệp vảy này này. Đấy, đa số rất là nhiều vườn mình đang gặp tình trạng này. Ở trên thân cành lá, bà con nhìn để ý này, lá rệp vảy rất là nhiều. Thì bà con mình nên xử lý gấp nha, tại vì cái dòng này á là nó lây lan rất là nhanh. Và khi bà con mình phun á, thì phun bây giờ là thời điểm tốt nhất, đừng có để ra hoa phun. Tại vì bà con phun những cái dòng để mà trị con rệp vảy này á, là bà con mình phải phun những cái dòng mà thuốc nóng, và phun ở một cái liều cao. Kết hợp bà con mình phải cộng thêm cái bám dính, thì nó mới chết, nó mới khô đi được, nó không bị lây lan. Thì bà con mình nên trị sớm cái này. Tại vì khi mà để thời kỳ ra hoa bà con mình phun á, là không được. Những cái dòng thuốc nóng nó sẽ gây tình trạng nó cháy hoa, và nó rụng hoa, nó khô hoa của bà con đi. Thì cái này phải quản lý sớm này. Đây, mình đã cho mình phun qua một lần rồi, một đợt rồi, thì cái vết này nó khô rồi. Nhưng mà mình sẽ tiếp tục phun thêm một lần liều cao nữa, để cho nó khô và nó tróc ra đi. Thì bà con mình để lâu á, là cái cành mình nó bị khô cành bà con. Đó, cái dòng này nó sẽ hút rút dinh dưỡng, cái mình nó sẽ dễ bị khô cành ha. Thì lưu ý, mùa này á, là mình đi vườn ở cánh Đồng Nai, Bà Rịa, Bình Dương, là rất là nhiều vườn bị tình trạng này. Thì cũng lưu ý xem xét và xử lý cho mình cái này. Đó, thì trước mắt bà con mình xử lý cái này trước. Ở dưới thì cắt cỏ, và sau đó mình sẽ phun những cái cửa tạo mầm. Đó, phun tạo mầm thì mình đã nói nhiều video rồi. Mỗi vườn nó sẽ có những cái liều tạo mầm, và những cái số lần phun tạo mầm nó khác nhau, tùy thuộc vào cái lực cây sung suy. Và mùa này á, thì mình lưu ý bà con mình nên phun sáng bà con. Tại vì phun buổi chiều á, thì nó dễ gặp mưa. Dễ gặp mưa thì nó sẽ trôi thuốc của bà con đi, và mất công bà con mình phun lại, thì nó sẽ tốn chi phí và tốn thuốc rất là nhiều. Thì bà con mình lưu ý là mùa này nên phun sáng. Phun sáng ở cái mùa nắng nóng như vậy á, thì chịu khó là phun sớm. Tầm 5 giờ bà con mình đi phun đi, 5 giờ phun đến khoảng 7 giờ thôi. Tại vì khi mà nắng lên á, là bà con mình phun lên cái lá này này, mình đảm bảo là mấy giây sau thôi là cái lá mình nó sẽ khô đi. Tại vì nắng quá nó sẽ bốc hơi. Mà bốc hơi á, là trên mặt lá này nó còn lại những kết tủa, thì nó sẽ không hấp thu vào cây được. Thì bà con mình lưu ý là nên phun sáng sớm. Sáng sớm mùa này tầm phun tầm 5 giờ thôi. Chịu khó đi, chịu khó mà mùa này mình phun phun sáng, thức dậy sớm, pha thuốc. Là mình phun tầm 5 đến 6 giờ sáng thôi. Tầm 8 giờ là mình nên ngưng rồi. Những vườn nào mà lớn á, thì tầm 8 giờ ngưng. Rồi chiều mát mình phun lại. Đó, mà một cái khó là buổi chiều nó hay mưa, thì bà con mình cũng phải nên cân cái thời điểm mình làm sao cho nó hợp lý, để mà quá trình tạo mầm và phân hóa mầm hoa được tốt hơn. Khi bà con mình phân hóa mầm hoa thì mình đã chia sẻ ở nhiều video rồi, thì cái lá mình nó sẽ rụng đi bà con. Vườn này là chưa phun, mình đang mới cho cắt trái xong, thì cái lá cành nhện mình nó sẽ rụng đi một phần, và cái mắt cành nhện mình nó sưng lên. Bóp cái lá cành nhện cảm thấy giòn thì lúc đó mới ok. Không quan trọng là bao nhiêu lần, tùy vườn. Đó, và tùy cái thời tiết của bà con. Thì vườn này hồi xưa mình quay video ở trên này này, nó rất là nhiều trái nha bà con. Đợt này thì cắt đi rồi. Và cái giá đợt này cũng rất là cao cho bà con. Đợt này là cái bưởi mà mình chủ yếu mình xuất châu Âu, nên cái giá nó cũng nhỉnh hơn. Đã có vườn là được 25, có vườn được 27, có vườn được 29 bà con. Vườn bưởi mà bán nước nghịch đó, thì nó sẽ cao hơn. Thì tại vì sao á, là vườn anh Minh á, là làm cái lứa bưởi Tết là hạn chế, mà anh nghiêng về cái lứa bưởi nghịch hơn. Tại vì bà con mình để ý, bưởi Tết á, là nó chỉ trong giai đoạn là 7 đến 10 ngày thôi. Có nghĩa là bưởi Tết là bán trong một thời gian ngắn. Ở thời điểm là cuối tháng 12 đi, thì tầm từ 18 đến 22
cái ngày mà ông công ông táo về trời á thì ở giai đoạn rất là ngắn, tầm 7 ngày thôi. Nhưng mà bưởi nghịch á là nó có giá trong khoảng là tháng 3 này cũng có giá này, tháng 4 có giá này, tháng 5 cũng có giá này, qua tháng 6 á thì cái giá mình nó sẽ hạ xuống rồi, thì nó có nhiều thời gian hơn nên bà con mình sẽ làm dễ hơn. Tại vì á, bà con mình làm ra một lứa bưởi á nó sẽ có nhiều cái lứa nó khác nhau. Ví dụ á là đợt này nó ra cái trái này này, nhưng mà đợt sau á là nó ra trái khác, có nghĩa là mình cắt nhiều dao đó, thì như vậy á là nó sẽ tiện hơn cho bà con mình thoải mái cái lựa chọn hơn trong cái quá trình mà mình làm ha. Đó thì tại sao mà mình á là làm lứa bưởi bưởi Tết ít, và làm chủ yếu mình làm lứa bưởi nghịch, làm bưởi Tết kiểu như là có để bán, chứ không mình không để cây tại vì cái lực cây nó rất là sung, mà mình một năm làm một lứa thì nó rất là cực đó. Thì cái vườn bưởi lứa nối lứa mình đã chia sẻ với bà con rồi. Cái lứa bưởi nghịch á làm xong qua lứa bưởi Tết thì ok, nhưng mà cái lứa bưởi Tết bà con mình làm xong á mà chuyển qua cái lứa bưởi nghịch á thì nó rất là khó, tại vì trên cây đang mang trái Tết. Khi bà con mình cắt cái lứa bưởi nghịch á là khoảng tháng 3 đến tháng 4 thì mình sẽ bắt đầu vào quy trình làm bông bưởi Tết. Bà con mình đừng để quá tháng 5 á, tại vì tháng 5 là mình bắt đầu làm thì nó rất là trễ rồi. Thì bà con mình lưu ý cho mình, làm bưởi, muốn làm bưởi lứa nối lứa thì phải cho trái cắt khoảng là tháng 3 đến tháng 4 của âm lịch, thì lúc đó mình sẽ bắt đầu vào quy trình mình làm bông bưởi Tết luôn. Như vậy nó sẽ hợp lý hơn, đừng có để chậm quá thì nó sẽ khó cái quá trình mà tạo mầm và phân hóa mầm hoa, nhiều khi nó sẽ trễ cái lứa của bà con đi đó. Tại vì sao mà lứa nghịch, lứa làm lứa Tết xong không làm được lứa nghịch? Tại vì làm lứa nghịch á là bà con mình tầm tháng 7 tháng 8 mình phun tạo mầm, nhưng mà lúc đó là nó đang có lứa bưởi Tết khoảng là trái từ 1 đến 2 tháng thì bà con mình sẽ khó tạo mầm hơn đó. Thì bây giờ mình đang nói mà mưa rồi bà con ơi, đó thằng gió mưa đến rồi này. Đấy, nhiều vườn mà nó không quản lý được là cái trái mình nó bị vậy bà con này, bị cái rẹp á bà con đó, rẹp nó phủ như vậy này, thì cố gắng quản lý nhá. Cái này mình đã cho ăn phun mà nó khô đi rồi, nó đỡ đi rồi, nên quản lý trước, quản lý sớm mà quản lý bây giờ đi, đừng để ra hoa thì nó rất là khó quản lý đó. Vườn này thì rất là sung bà con, lực cây thì một cây lúc đó là mình cho neo khoảng 8 đến 100 trái là bình thường, cây là thu hơn tạ mấy là có bà con đó. Video nhân tiện một cái chuyến công tác về khu vực của Bình Dương, mình cũng muốn quay lại cho bà con xem một cái video ngắn như vậy để bà con mình biết được cái kỹ thuật chăm sóc cho một cây bưởi da xanh. Nếu bà con mình cần quan tâm tư vấn có thể liên hệ qua số hotline là 0948 661 669. Thân ái chào bà con.